tao thấy mày rồi nha, con chuột kia. Ở trong đó luôn đi nha, đừng có ra. Cái cây này sao nó kỳ quá ta. Tưới nước nó mà nó không chịu tưới. Được rồi, phải lấy nước sôi tưới. Cây ơi cây, chị tưới nước sôi em nha cây. Cây ơi cây, chị. Chị ơi, chị đừng có mênh đồng. Để em chui ra rồi chế muốn chế cái gì đó chế chứ em đang nằm trong bụi cây mà chế nước sôi vô trong cái mặt em thì làm sao em sống nổi trên đời. Trời ơi, cô ăn trộm người ta đó mà nó lên một câu giọng cổ muốn chết với nó à. Đại biểu. Chế ơi, chế đẹp quá. Chế đẹp thiệt hả? Trời ơi, chế đẹp quá trời, chế đẹp lộng lẫy luôn. Không ngờ có người khen chế vậy luôn á, chế cảm ơn mà nha. Mình đẹp mình đừng có cầm con dao. Vậy đó, bỏ dao xuống ra là mày mừng lắm đúng không mày? Từ hồi tối tới giờ tôi thấy mấy người thập thò ngay cửa của tôi. Tại đi ngang cái nghe cái mùi cà phê thơm quá, hửi về dòm chút. Dòm chơi mà dòm từ tối bây giờ phi chưa chịu đi về nữa hả? Tại, ăn trộm đúng không? Dạ không, tại nghe nói là chế ở nhà có mình mà chế cũng khá giả. Sao biết? Bữa coi thấy chế livestream đó là chế còn một cái kho báu cái gì 1000 cây vàng. Thôi nha, mày đừng có hiểu lầm nha, cái 1000 vàng nó không phải là 1000 cây vàng đâu ba. Cái 1000 cây vàng đó là cái gì? Là cái gì kệ mày không cần biết, nói chung là không phải vàng. Em cũng lỡ cái gì, chế tha cho em, tội nghiệp em chế. Muốn tha thì bây giờ nói cho biết tại sao làm nghề ăn trộm, nói. Dạ đâu phải, em đâu phải nghề ăn trộm đâu. Chứ nghề gì? Cái nghề em là cái nghề chơi game. Nó lậm quá xíu tiền tùm lum cái bằng cùng rồi cái mình sanh đạo tặc. Người ta lớn tới cường tuổi này rồi, con trai nữa, người ta đi học một cái nghề đó, người ta đi làm đi. Học xong rồi mới ra làm nữa chứ. Học gì? Ăn cháo đá bát nè. Trời ơi, ném đá vô tay nè. Trời đất ơi. Rồi phản bạn lừa thầy à. Mày đứng đây mày chờ tao xíu, tao đi báo công an liền. Ê, trời. Báo để bắt mày đi. Tại vì mày vừa lừa thầy phản bạn ăn cháo đá bát qua cậu rút ván có như tật xấu, mày lấy mẹ hết của người ta, mày không chui với một người nào hết trơn hết trọi. Báo mày bắt mày không? Đừng có để ra ngoài xã hội nó hại người ta. Chơi không phải, cái đó là em học trong sách vở, tao nói là cẩn thận mấy cái thằng ăn cháo đá bát lừa thầy phản bạn, tại em quên cái chữ cẩn thận. Nó mặt bơ phờ quá vậy? Tại thức phia. Chị? Mấy bữa thì chế ngủ sớm lắm mà sau này chế thức phia quá làm em thức theo. Tôi thấy là mới ra nghề lần đầu phải không, có thể bỏ được cho nên tôi mới không báo công an, chứ gặp người khác người ta báo công an bắt mấy người, tôi nói mấy người biết. Cảm ơn chế. Ngồi đi, tôi pha cà phê cho uống tỉnh táo rồi đi về kiếm cái gì học, kiếm cái gì làm. Nghĩ sao mà ăn trộm người ta mà vô đây mặt bơ phờ, ăn trộm mà không có giữ hình tượng cho mình. Cái gì cũng vậy, mình phải giữ hình tượng. Ê nó nghe nè, nãy thấy hát hay lắm, hát ăn câu giọng cổ nghe chơi. Đâu phải tự nhiên mà hát được chứ, có hứng thôi. Có hứng liền. Dạ. Uống ly cà phê vô, có hứng liền. Hát cho chế nghe, chế cũng mê giọng cổ lắm. Ừ. Hứng không? Sao? Hứng chưa? Trời ơi, chế ơi, cuộc đời của em thức khuya chơi game bù ngủ mà không có một ly cà phê để uống. Hôm nay chế cho em một cái ly cà phê nó vừa thơm vừa ngọt vừa béo. Chế ơi một chút chế làm ơn chế cho em một ly nữa để em đem về. Mày ông nội tao, cái con uống cà phê là mày còn xin em về nữa. Chế làm ơn chế tha cho em hứa với chế từ nay trở về sao em cố gắng làm ăn đàng hoàng, không có chơi game nữa. Đúng rồi, bỏ đi, đừng có chơi game nữa. Nếu mà không có gì làm tới đây chế chỉ cho pha cà phê rồi có vốn mở ra quán cà phê. Trời ơi công nhận chế đẹp nè, chế dễ thương nè. Ai cũng nói chế vậy á. Vậy mà sao chế ế vậy? Ế bà nội mày. Ế nói chế đẹp nè. Không ai thả thính chế hả? Không ai thả mới chết, chứ nếu có người thả là chế đớp rồi, chế đâu có chừa. Thì giờ chế thả lợi. Chế thả nhiều lắm chứ, nhưng mà không có dính. Duyên với chỉ một thằng dính thôi à. Thằng nào vậy chế? Mày á. Chứ bị sai rồi. Chứ thả sao? Thả thính là phải có chiêu. Thả thính mà phải có chiêu. Phải có chiêu mới dính. Thả thính làm sao dính? Cô dạy em bài thể dục buổi sáng 1, 2, 3, 4. Hết thở. Cái gì trời? Có khi nào mình đụng vô nó một cái nổ banh xác không ta? Ô mười gì nổ banh sát gì nữa vậy? Không biết con quỷ nào nó luyện cái cục này vô trong cái sân của em á anh Mười. Mà em sợ, em không dám đụng vô, em sợ nổ banh sát. Bây giờ anh Mười vô, anh Mười mở giùm em đi anh Mười. Để tôi trời, Út sợ lựu đạn nổ banh sát, Út kêu tôi lụm rồi sát tôi có banh không? Anh là đàn ông, anh mạnh mẽ hơn Út. Út liệu yếu đầu tơ, Út không có dám đụng vô nó đâu. Út ơi, đàn ông mà chơi với lựu đạn thì cũng banh sát Út à. Chắc cũng không có gì đâu. Nó lựu đạn thì chứ không có gì cái gì. Nếu mà lựu đạn hồi nãy nó đã nổ rồi. Vậy là cẩn thận nha anh Mười. Út chơi kỳ với Út. Định nhắc anh là mình phải cẩn thận. Cẩn thận, từ từ tôi bóc vô nè. Ý, Út ơi, có kẹp một mảnh giấy. Vậy hả? Bây giờ tôi rút tờ giấy ra. Nếu như mà thư thì mình đọc, còn nếu như chốt lựu đạn là mình phải chạy liền. Làm sao? Nổ chưa anh Mười? Mười ơi, nổ chưa anh? Trời ơi cha nội. Hả? Tự nhiên nằm cái ngái luôn vậy. Trời ơi, tôi mệt quá tôi ngủ luôn. Không phải bơm gì hết phải không? Trời ơi hết hồn hết vía. Ai gà? Ê! Gì vậy anh? Không, nó ghi trong thư đó chữ đầu tiên là chữ E đó. Ai ghi mà chữ E đầu tiên vậy? Miếng cà phê. Uống đi cho tỉnh đi, tự nhiên cái uống miếng cà phê liền phải không? Uống đi. Em yêu dấu. Nhan sắc của tôi là niềm tự hào của đất nước mà. Mặt em như con gấu. Anh nhìn anh muốn bấu. Chỉ sợ em xấu nên thôi em không bấu. Cái sao là nó viết, muốn nghe không? Cái sao nó có cứu lại không? Có... Em là đàn bà con gái mà ăn như rồng cuốn, uống như rồng leo, đắp mặt nạ dưa leo mà mỗi lần 80 trái. Đi ngủ thì ngái như xe máy nạt bô. Ai viết cái thư này quăng vô trong nhà tôi mà chửi tôi xối xả vậy hả? Cái chữ tôi không biết mà cái văn là tôi biết. Ai? Siết ngáp. Ai? Tôi nghe một cái tôi rất lạ. One là mấy? 1 Two 2 3 4 4 5 Đó, siết ngáp. 7 ngáp. 6 ngáp, 6 ngáp. 2 là 5 xong rồi tới 6 thì 5 mà nhảy lên 7. Vậy hả? Kêu 6 ngáp. Vừa nhắc xuất hiện liền. Mình là một ly cà phê hảo hạng để cho tinh thần phấn chấn. Ai cho uống? Vô nha, tôi tự tiền hả? Tự tiền hả? Cà phê ngon chứ không phải cà phê chùa nha. Hình như là Út đã đọc được những cái dòng thư tay mà Sáu viết cho Út rồi đúng không? Đọc rồi. Thì bây giờ chắc là Út cũng đã hiểu được tấm lòng của Sáu. Anh Sáu. Út à. Anh Sáu. Cái gì vậy? Đừng giận. Anh nói đi. Ủa khoan. Anh nói đi. Ai dám viết cái mặt này? Cái mặt này mà viết đắp 80 trái dưa leo lên. Tôi với bộ cái mặt bàn á mà để 80 trái. Cái mặt này chừng 1 trái dưa hấu thôi. Nói gì 80 trái dưa leo. Nghe em. Nãy giờ Út có đọc thư tôi chưa? Đọc xong đọc nè. Nói có sách mắt mất trứng luôn nè. Chết rồi. Cái thư này là tôi gửi cho bà Tư U. Tư U sao lọt qua nhà của Út? Phải, tôi viết 2 lá thơ. Một lá thơ là viết cho Út, một lá thơ là viết cho bà Tư U. Vẫn nằm kế nhà tôi mà bà ngái quá tôi ngủ không được. Nhờ thằng Út đó, tôi đem nó luyện thơ quá. Mình điên rồi, hết chuyện nhờ thằng Út le. Ngày xưa tao nhờ nó bắn dàn ná giùm tao, có con trái xoài nó bắn trúng đầu con già tao luôn. Qua đỉnh Út liền đi. Khoan đã. Hả? Đây nè, làm ly cà phê ngon béo đi. Uống thơm thơm béo cho nó tỉnh táo nói chuyện. Công nhận nha, uống cà phê xong cái nhìn Út phải nói là đẹp không có cái góc vết, đẹp không có tì vết. Út chỉ cần nở một nụ cười thôi. Đó, nở một nụ cười là mọi nỗi buồn tan biến hết. Em đẹp không góc chết, không tì vết. Em biết rồi. Thay vì mình live stream một cách bình thường thì bây giờ mình có một cách vi diệu hơn. Hãy đợi đấy. Khép cái miệng bớt lại. Khép miệng gì trời? Ông ấy tối ngày ông lên trên mạng, ông coi hình gái đẹp, xong ông há họng ra, rồi nước miếng nó nhiễu vô, hư cái màn hình cảm ứng, đi 2-4 lần rồi còn chưa sợ hả? Mà phải công nhận nha, mấy cô gái sao giờ chụp hình mà bỏ lên trên mạng một cái là đứa nào cũng đẹp hết rồi. Ba cái đó toàn là ảo không đó ông ơi. Ông phải có người thật việc thật, ông mới hiểu chuyện đó là như thế nào. Ông có gặp người thật việc thật chưa? Cái chuyện này tôi không áp bức đâu. Kể tôi nghe. Tôi muốn kể mà không biết kể ai. Đấy nè. Hôm bữa lên Facebook kết bạn, nhìn cái tấm hình mà avatar đó, mê luôn nổi. Da trắng, mịn, giò, miên man, giò mà lên tới nách. Ghê vậy? Ừ. Ở bữa mà ngồi cái chụp tấm hình vậy nè, là cái giò nó tới nách. À. Giả bộ vô nói chuyện, hẹn ra gặp mặt. Tôi tưởng tượng tới khúc. Cà phê à? Thơm mà. Không, tôi chưa có gì mà sao phê. Béo nè. Chưa có làm gì hết mà sao phê mà béo được ông nội này. Ông kỳ quá. Tôi nói cà phê phê, béo thơm ngon. Cái nổi tôi đang kể chuyện cái phê. Thôi đợi nước đá lâu quá tôi nhấp trước một miếng. Đây nè, tôi thấy. Ông thấy? Đứng giữa cái cây, cái cây ngay bờ sông đó. Ừ. Tôi định làm cái bất ngờ, tôi bịt mắt rồi khú hà. Tôi vừa mới lại giật trỏ rồi. Tôi hết hồn thiệt. Rồi sao nữa? Cái hình á, nhỏ khoảng 20 tuổi. Da trắng, bệnh, không có một hột mụn, chân dài tới nách. Mà ra tôi thấy cái tướng nhỏ đó nó bằng cái gốc cây luôn. Mà gốc cây đó cây cổ thụ. Tôi biết là tôi lỗi người. Tôi xin lỗi liền. Tôi xin lỗi. Dạ thưa bác, con gái bắt đầu mới nói lại tôi một câu. Em nè. Là bà hả? Bé 20 tuổi. Không biết kết quả sao. Sao? Chạy mất dép luôn, bỏ mai mua dép mới. Trời ơi. Trong cuộc đời tôi sợ luôn ông ơi. Đừng bao giờ ông tin những cái hình ảnh qua mạng. Út đẹp quá mình nè. Mấy cái hình đăng lên Facebook mà ngày nào mình cũng like, mình thả tim đó. Nhìn cái hình á, thấy còn đỡ. Chứ ở ngoài không biết nói sao luôn ông nội. Hoại lắm chứ nói làm sao. Vì bả khoái đẹp, mình khen bả đẹp vậy thôi. Chứ mà vô mà nhìn thiệt kìa. Mà may là mình là biết nhau hàng ngày, nhìn nhau hàng ngày con mắt mình quen. Chứ người lạ nhìn chịu gì nổi. Bả đòi thi hoa hậu miệt vườn, qua ông nội tôi chứ qua. Ủa sao cho đá mà giống như cho vô mặt người ta vậy? Xin lỗi anh. Cái công nhận Út, con người Út đẹp. Đừng nói những cái lời đó hoa mỹ đó nữa. Tôi đứng nghe rồi. Tới quán của tôi uống cà phê mà nói xấu tôi quá mà. Không phải, ý là nhiều khi á đang định nói là cái bề ngoài nó không quan trọng Út, Út hiểu không? Tại sao tụi tôi đến quán này hoài là tại vì Út có một cái nét đẹp cô hồn. Cái gì vậy ông nội? Cái nãy mới có cục đá nói tầm bậy là nguyên cái ly vô đầu bây giờ. Nét đẹp tâm hồn. Cái nét đẹp tâm hồn. Người ta nói là tâm sinh tướng. Đúng rồi. Cái tâm mình đẹp tự nhiên cái tướng mình nó múp liền à. Út cái vừa có cái nhan sắc nó vừa phải. Nhưng mà cái tâm hồn của Út nó pha cái ly cà phê, nó thả hồn gì đó, nó béo thơm. Mà uống vô cuộc đời nở hoa ai cũng vui đúng không ơi? Bởi vậy cái người có tâm hồn mới uống cái... Không cho uống. Xí xóa đi, anh em tụi tôi chưa có cà phê trong người hơi sảng nói tầm bậy. Ngon lắm đúng không? Béo lắm đúng không? Ngọt lắm đúng không? Không cho uống. Từ nay về sau tôi cắt đứt quan hệ với hai người luôn nha. Đừng nói nữa, đừng nói nữa. Tôi tuyên bố với mọi người, đối với Út đẹp này mến là sẽ đến, thích là chịu, ai khiều thì tôi sẽ chích. Nhưng mà những người tôi đã không thích rồi thì có mất tích tôi cũng không cần giải thích, hiểu không? Bây giờ tôi tuyên bố quyết tâm làm đẹp, đánh đẹp hết gương.